Thưa sư, trong Tam Tạng kinh điển Pali, Đức Phật Gotama đã thọ ký bao nhiêu vị Bồ Tát? Khi thọ ký, Đức Phật Gotama có thông báo chính xác thời gian bao nhiêu A Tăng kỳ và đại kiếp còn lại không? Nếu có thì sư có thể trích dẫn giùm con trong kinh nào không? Nếu không thì tại sao kinh không có? Trong khi Đức Phật Gotama được các Đức Phật quá khứ thọ ký thông báo chính xác thời gian còn lại. Về câu hỏi này thì xin mời Đại Đức Tuệ Thường. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, riêng về cái câu trả lời này hơi dài tí nha, nhưng mà nếu mà không nói nó nếu mà nó không đầy đủ thì nó khó mà ra vấn đề thưa quý vị. Để trả lời câu hỏi này là phải quay lại cái bối cảnh mà thời xưa, mà xưa gọi là mới tu đi ha, mới tu thì xưa có đọc có một xưa có đọc như một hay hai tác phẩm này đó, và cũng có nghe một số vị trong Phật giáo Theravada Năm Tông Kinh có kể một câu chuyện như vậy, là cái sự kiện mà khi bà Di Mẫu Gotami cúng dường sắp quải nó cho Đức Phật, thì Đức Phật đó, nghe nói là hãy cúng dường cho tăng đoàn đi thì mới được cái sự lợi ích nhiều hơn. Đó thì cái đó thì liên quan tới bài kinh phân biệt cúng dường, thì cái sự kiện đó có thưa vị, sự kiện đó có chứ không có nha. Nhưng mà nối tiếp cái sự kiện đó, nối tiếp sự kiện đó thì trong chánh kinh phân biệt cúng dường đó, trong chánh kinh phân biệt cúng dường thì không có cái đoạn này, nhưng mà cái đoạn này sư được nghe kể và sư đọc trong tài liệu đó, thì nói là tiếp nói cái sự kiện trong cái khoảng thời gian luôn đó, trong cái khoảng thời gian, trong cái khoảnh khắc luôn, thì mới nói là khi đó là cái thời điểm đó là có một vị tân tỳ kheo tên là Achita, là nói hình như sư nhớ, không có lầm, hình như nói là khi mà cái sắp vải đó được dâng đến hội chúng tăng, sau đó thì hội chúng tăng mới bốc thăm, hình như cái vị tề tân tỳ kheo tên là Achita đó, hình như mới được quy đó. Thì khi đó đó Đức Phật đó, ngài mới dùng thần thông, ngài mới biến cái bát của ngài đó, mình ngài mới biến mất cái bát. Thì khi đó những cái vị đệ tử giống như là ai, giống như là ngài Siddhartha đi, ngài Mahakassapa đi, ngài Moggallana đi, ngài Ananda đó, những vị đệ tử nhưng là toàn là đệ nhất không đó, Đức Phật kêu là hãy tìm cái bát của Như Lai. Thì các ngài đệ nhất đó không ai tìm được cái bát hết, không ai tìm được cái bát của Đức Phật hết trơn. Nhưng mà sau đó đó thì chỉ có riêng cái vị tỳ kheo á, tân tỳ kheo tên là Achita thì mới tìm được cái bát đó. Thì qua cái lời kể và trong cái tài liệu đó thì sẽ chút xíu sẽ gần kết sư sẽ nói, mới nói là thì khi đó đó cái vị tân tỳ kheo Achita đó tìm được cái bát đó, cái bát mà Đức Phật dùng thông biến mất. Thì trong tài liệu các và trong tài liệu đó mới nói là như vậy, nói là Đức Thế Tôn khi đó đó mới thọ ký cho vị tân tỳ kheo Achita này là Bồ Tát Mettayá, Bồ Tát toàn giác Mettayá thưa quý vị, là Phật Mettayá trong tương lai đó, mới thọ ký cho vị tỳ kheo Achita. Thì cái vị bây giờ chúng ta đặt câu hỏi kế tiếp là vậy vị tân tỳ kheo Achita này là ai, thì trong cái tài liệu đó mới ghi là vị tân tỳ kheo Achita này là con của vua Ajatasattu, tức là vua A Xà Thế. Thì cái câu chuyện này nè, nó coi như sư đọc được nha, sư biết được nha, khoảng giai đoạn năm 2016, 2016, 2016 đi, 2016, 2017 đi, thì có một lúc á, một lúc không sư một lúc tới này, sư nhớ hình như là đến hai giai đoạn 2019, 20 đó, thì sư có đọc lại câu chuyện lần nữa. Thì lúc đó bản thân sư mới tìm cái tài liệu gốc xem cái câu chuyện này, cái câu chuyện mà thọ ký này nằm ở đâu. Thì sư tìm rất là nhiều nguồn tài liệu. Đầu tiên sư so sánh cái thời điểm rồi đó, sư so sánh cái vị Achita này là con vua Xà Thế, rồi sư so sánh cái thời điểm mà bà Di Mẫu Gotami cúng dường sắp phải yên. Thì đầu tiên sư thấy cái sự mâu thuẫn giữa cái mốc thời gian, đầu tiên không phù hợp nha, nó không phù hợp, mốc thời gian nó không phù hợp. Nó không phù hợp tại vì ông vua Xà Thế thưa quý vị,
là làm gì, làm sao mà không có một đứa con, người con mà lớn lớn mà tới nỗi mà giống như 20 tuổi mà cho đi tu này như vậy, cho nên giờ mất thời gian là không phù hợp. Rồi xong bản thân sư là sư thấy mất thời gian không phù hợp nha, sư mới tham khảo ý kiến của một vị trưởng lão mà sư tầm gọi rất là uy tín đó, là nói chung là ít ra ngày ngày là cũng là thông, giống như là Tam Tạng chú giải Bali này nọ đó, ngài dịch kinh sách này rất là rõ, thì ngài cũng đồng, ngài cũng nói, ngài nói đúng đúng là cái này không 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 có phù hợp. Thì sư thắc mắc khi bạch ngài thì cái sự dữ kiện là con so sánh không phù hợp, thì không biết cái tài liệu này là nó ở đâu, thì ngài mới nói là à, ngài mới lúc đó ngài nhờ ngài ngài giúp giúp sư, ngài mới nói là à, cái tài liệu này là nó tên có tên là Anagata Quang Xá. À, mà dịch ra đại lộ dịch ra cái tiếng Việt nha, là hình như là lịch sử cái lược sử về vị Phật tương lai. Cái tài liệu này hình như là có nguồn gốc là ở bên Myanmar, của một vị người Myanmar. Thì khi đó đó sư mới hỏi một cái vị đang học tiến sĩ ở bên Myanmar về cái tài liệu này, đang học cái tiến sĩ ở trường đại học ITBMU đó, ở Yangon đó. Thì về tài liệu này thì cái vị này cũng xác nhận là cái tài liệu này giống như là để tham khảo đọc cho vui thôi, còn trong dạy học chính chính thống ở Myanmar thì cái tài liệu này cũng không được coi là chính thống đó, nhìn tham khảo đọc cho vui, giống như là Đức Hạnh Tuệ có nãy mới nói vị giống như là tác phẩm văn học gì đó ha, tác phẩm văn học sáng tác sau này đó đó, có nghĩa là từ hai nguồn, nghĩa là một vị trưởng lão và từ sự tham khảo cái vị đang học tiến sĩ bên Myanmar. Thì cái sự kiện quay lại, chúng ta quay lại vấn đề chính, có nghĩa là quay lại vấn đề chính đó, là trong cái tài liệu đó nói là Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát Achyuta là Phật Mét-Tây-Giá. Thứ nhất là nếu mà chiếu thẳng vào tài liệu đó, so sánh với Tam Tạng kinh điển Bali thì mất thời gian không phù hợp. Và cái thứ hai là cái nguồn tài liệu Anagata Quang Xá này nè, nó là thuộc chú giải của chú giải, mà chú giải nó nằm ngoài chú giải chính thống nữa. Đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba là ngay cả sư hỏi một cái vị đang học tiến sĩ bên Myanmar, cái vị đó cũng xác nhận là tài liệu có tên là Anagata Quang Xá cũng không, cũng chỉ là đọc tham khảo thôi, tham khảo giống như một tác phẩm văn học thôi, đọc cho mang tính là cho biết gì thôi, không, cũng không được đưa vào giảng dạy chính thức ở bên Myanmar. Thì chắc đến đây sư nghĩ là quý vị, những cái điều mà sư dự kiện mà sư đưa ra chứ quý vị cũng cũng đủ đủ để cho mình có câu trả lời ha. Tại vì cái này nó nằm mức độ niềm tin. Tại vì nếu mình sư khẳng định, sư khẳng định thì đôi khi sẽ có nhiều vị sẽ phản bác. Phản bác sao? Tại vì theo sư biết là có một số vị ở Việt Nam cũng sử dụng tài liệu này, cũng sử dụng tài liệu này, cái câu chuyện giống như sư nói để trong giảng dạy hay là trong viết sách. Đó. Cho nên là sư chỉ dừng cái mức mà cung cấp cho viện dự kiện. Như vậy rồi quý vị, cái tài liệu mà gọi là Anagata Văn Xá đó là lược sử vị Phật tương lai, quý vị có tin hay là không tin không? Thì tùy vào quyết định của mỗi vị. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Xin tri ân anh Đại Đức Tuệ Tường. Thì nói là để quý vị thấy là cái thái độ của các sư đối với kinh tạng rất là dè chừng và rất là cẩn trọng. Các sư cẩn trọng dựa trên một cái quan điểm là tránh sai sót và tránh cái việc là phỉ báng Đức Thế Tôn. Nghe nó kỳ nhưng mà bởi vì trong Tăng Chi là có cái câu là này các tỳ kheo, thế nào là người có hai hạng người này các tỳ kheo, là hạng người phỉ báng Như Lai và hạng người không phỉ báng Như Lai. Thế nào là hạng người phỉ báng Như Lai? Là hạng người những cái gì á Như Lai không có làm lại nói là Như Lai có làm, cái gì Như Lai không có nói lại nói là Như Lai có nói,
Còn những gì Như Lai có nói là nói Như Lai không nói, những gì Như Lai có làm là nói Như Lai không có làm. Thì đó là hạng người phỉ báng Như Lai. Rồi cái thứ hai là hạng người không phỉ báng Như Lai là gì? Những gì Như Lai có nói có làm thì nói là Như Lai có nói có làm. Những gì Như Lai không nói không làm thì nói là Như Lai không nói không làm. Cho nên các sư rất cẩn trọng, đặc biệt là trong vai trò của các sư là hướng dẫn quý vị. Đặc biệt các sư tự thấy mình phải có trách nhiệm với lời nói của mình và trách nhiệm với những người nghe mình nói. Cho nên các sư luôn luôn cẩn trọng trong hầu hết trường hợp, đương nhiên là cũng sẽ có sơ suất, nhưng trong hầu hết trường hợp là các sư sẽ rất cẩn trọng. Chính vì lẽ đó, Đại Đức Tuệ Tường đã phân tích và chia sẻ việc nghiên cứu của Đại Đức, và phải nói đây là sự nghiên cứu rất là quý giá. Bởi vì xưa giờ chúng ta chỉ nghe các vị trưởng lão nói, chúng ta chỉ nghe lại, rồi cũng nghe nói là ở trong chú giải đó, nhưng mà cụ thể là chú giải nào, chỗ nào trong chú giải. Cho nên là đó cũng là lý do mà sư cho dịch chú giải Kinh Tạng. Để chi? Để cho những người không biết Pali thì cũng biết là ở trong chú giải có cái gì. Chứ ngại nhất là một là mở miệng ra là không có căn cứ thì cái đó đã ngại rồi. Nhưng cái ngại thứ hai á, là mở miệng ra là nói tôi căn cứ theo chú giải đó, mà chú giải ở đâu đọc hoài không thấy, thì nó lại là cái kẹt nữa ha. Và nói để cho quý vị hiểu là cái tấm lòng của các sư chịu trách nhiệm với chính mình và chịu trách nhiệm đối với quý vị ha. Và chúng ta qua câu hỏi cũng hết thời gian rồi.